Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Chân trời sáng tạo, trang 9, trang 12. Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới. Yêu cầu cần đạt là có trách nhiệm với việc học tập của bản thân. Nhân ái, hòa đồng. Nhận biết được nội dung cơ bản của sách giáo khoa ngữ văn 6. Biết được một số phương pháp học tập môn ngữ văn, biết lập kế hoạch, câu lạc bộ đọc sách, bước đầu hiểu về môi trường học tập mới. Các em thân mến, vậy là các em đã bước sang một giai đoạn học tập mới. Bài học hòa nhập vào môi trường mới sẽ giúp các em có được những chuẩn bị cần thiết cho hành trình phía trước. Các em sẽ có cơ hội chia sẻ về môi trường học tập mới và bước đầu khám phá môn ngữ văn, một môn học hấp dẫn thú vị. Hành trình bạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Hãy chuẩn bị tất cả một cách thật vững chắc, tự tin, đầy hứng khởi các em nhé! Rồi, phần tiếp theo là nói và nghe. Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường trung học cơ sở. Để chuẩn bị tâm thế vào năm học mới, em và các bạn hãy dành một khoảng thời gian chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi bước vào môi trường trung học cơ sở. Em và các bạn cùng thực hiện các bước sau. Bước 1 tức là các em sẽ viết cảm nghĩ của em về môi trường học tập mới. Thì ở đây có câu hỏi gợi ý: em có cảm xúc gì khi bước vào trường trung học cơ sở? Thì các em sẽ nêu ra cái ý kiến của em. Rồi điều gì là thuận lợi với em trong môi trường mới? Rồi điều gì là thử thách với em trong môi trường mới? Thì các em sẽ nêu và sẽ viết cái cảm nghĩ của em về cái môi trường học tập mới dựa vào những cái câu hỏi gợi ý ở dưới đây. Thì câu số 1, cái này ở đây cô sẽ viết lại. Em có cảm xúc gì khi bước vào trường trung học cơ sở? Thì khi mà bước vào trường trung học cơ sở thì các em sẽ cảm thấy có là rất nhiều bỡ ngỡ vì trường mới, lớp mới, bạn bè và nhiều môn học mới. Em cũng cảm thấy có buồn khi không còn được học cùng những người bạn cũ thân thiết từ tiểu học. Câu 2, điều gì là thuận lợi với em trong môi trường mới? Thì ở trong môi trường lớp 6 mới, điều thuận lợi với em là được học cùng cô giáo chủ nhiệm rất là hiền, thân thiện và tận tình quan tâm chúng em. Khi có điều gì không hiểu rõ, cô đều tận tình giảng giải và chỉ bảo, khiến chúng em cảm thấy cô rất là gần gũi. Rồi tiếp theo là số 3, điều gì là thử thách với em trong môi trường mới? Thì ở trong môi trường lớp 6 mới có những cái điều khó khăn với em, đó là lớp 6 thì có nhiều môn học mới. Mỗi môn học là một thầy giáo hoặc một cô giáo khác nhau nên chúng em chưa quen cách học. Mỗi ngày thì chúng em đều phải học rất nhiều môn học nên có nhiều bài tập về nhà và bài cũ phải học thuộc. Trong lớp em có rất nhiều bạn học giỏi và tích cực trong các hoạt động. Vì vậy, em sẽ luôn phải cố gắng phấn đấu để đạt thành tích học tập tốt. Như vậy thì sau khi các em đã viết cái cảm nghĩ của mình, cái cảm xúc của mình khi mà bước vào trường trung học cơ sở,
thì các em sẽ tiếp theo bước thứ hai, đó là các em sẽ chia sẻ ý kiến với các bạn, là các em chia sẻ ý tưởng theo nhóm đôi hoặc là sau đó và sau đó là với nhóm lớn hoặc là trước tập thể lớp. Tiếp theo là phần đọc khám phá một chặng hành trình. Các em thân mến, những hình dung cụ thể về một môi trường mới giúp các em có phần nào bớt lạ lẫm, lo lắng phải không? Bây giờ các em hãy khám phá hành trình tiếp theo trong năm học này. Trong chặng đường sắp tới, sách giáo khoa ngữ văn 6 sẽ đồng hành cùng các em. Mở trang sách ra, các em bắt gặp những gì? Các em sẽ gặp trong cuốn sách này 10 chủ điểm bài học, lắng nghe lịch sử nước mình, miền cổ tích, vẻ đẹp quê hương, những trải nghiệm trong đời, trò chuyện cùng thiên nhiên, điểm tựa tinh thần, gia đình thương yêu, những góc nhìn cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn, mẹ thiên nhiên. Các em cũng được thực hành giải quyết vấn đề qua một số hình thức, tình huống thực tế mà các em thường gặp phải. Đó là một cuộc hành trình giúp các em hiểu thêm về thế giới tự nhiên, xã hội và hiểu về chính bản thân. Thế giới văn chương sẽ mở rộng chào đón các em qua việc đọc các thể loại văn học như thơ, truyện ngắn, ký. Qua mỗi bài đọc, bài học, các em không chỉ nhận ra cái hay, cái đẹp của từng tác phẩm, mà quan trọng hơn các em còn được phát triển kỹ năng đọc và văn bản theo cái đặc điểm thể loại. Điều này giúp các em có thể đọc hiểu nhiều văn bản khác ngoài sách giáo khoa. Bên cạnh đó, các em còn được phát triển kỹ năng đọc văn bản thông tin để hiểu những vấn đề thực tế đang xảy ra trong cuộc sống. Các em cũng sẽ được học cách đọc văn bản nghị luận để hiểu những cái ý kiến khác nhau trước một hiện tượng đời sống mà mình quan tâm. Đặc biệt, sách còn hướng đến việc giúp các em phát triển kỹ năng viết, nói và nghe. Những kỹ năng giúp các em biết cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, biết cách lắng nghe, thấu hiểu mọi người xung quanh. Ngoài việc thực hiện theo các hoạt động được thiết kế trong sách, các em có thể làm gì để việc học môn ngữ văn ở lớp 6 nói riêng, ở cấp trung học cơ sở nói chung luôn hiệu quả và thú vị. Sau đây là một số gợi ý hữu ích về phương pháp học tập môn ngữ văn. Sử dụng sổ tay ngữ văn. Sổ tay ngữ văn sẽ là người bạn thân thiết của các em trong quá trình học. Các em có thể ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ, liên hệ mà bài học gợi ra, chép lại những trích dẫn hay, lập hồ sơ nhân vật, làm bảng từ vựng. Các em cũng có thể truyền tay nhau cùng viết sổ tay dưới dạng nhật ký đọc để trao đổi, chia sẻ, tương tác về các vấn đề gợi ra từ bài học. Sưu tầm video clip, tranh ảnh, bài hát về bài học. Những hình ảnh, video clip hay, những bài hát liên quan đến bài học sẽ mang đến những cái khám phá mới mẻ, giúp các em hiểu rằng có nhiều cách nhìn, cách thể hiện khác nhau và cùng một vấn đề. Tạo nhóm thảo luận môn học. Các em có thể cùng các bạn tạo một nhóm thảo luận về bài học, chia sẻ bài viết, trao đổi tài liệu sưu tầm. Làm thẻ thông tin. Thẻ thông tin là một cái phương pháp hiệu quả giúp các em ghi nhớ và ôn tập các từ ngữ, khái niệm quan trọng. Mỗi thẻ thông tin sẽ có hai mặt, mặt trước ghi từ ngữ và mặt sau là nghĩa của từ ngữ đó. Những thẻ thông tin có cùng chủ đề sẽ được sâu chuỗi lại thành một bộ. Một số chủ đề các em có thể thực hiện, các kiểu văn bản, các chiến lược đọc, một số yếu tố Hán Việt đáng chú ý. Thì ở đây là cái thẻ thông tin, ví dụ ở đây là mặt trước là truyện cổ tích, thì mặt sau sẽ giải thích là thể loại truyện cổ tích, tức là loại truyện kể dân gian, kết quả của trí tưởng tượng dân gian.
xoay quanh cuộc đời, số phận của các kiểu nhân vật, thể loại, cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, nói lên cái mơ ước về một xã hội công bằng tốt đẹp. Thì đây là thẻ thông tin ở mặt trước và mặt sau. Tiếp theo là thực hiện các sản phẩm sáng tạo. Các bài học sẽ gợi cho các em nhiều ý tưởng, cảm hứng để tạo ra các sản phẩm sáng tạo như một bức tranh, một bài thơ, một truyện ngắn, một đoạn truyện tranh, một mô hình, poster hay tờ rơi. Quá trình sáng tạo sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về bài học. Câu lạc bộ đọc sách. Các em cũng có thể thành lập câu lạc bộ đọc sách để cùng nhau chia sẻ về những cuốn sách hay mà mình đã, đang và sẽ đọc. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng có thể tổ chức các hoạt động như là hội nghị giới thiệu, cuộc thi thiết kế về sách, vẽ tranh minh họa sách. Đến đây thì chắc các em đã bước đầu có những ý tưởng để lên kế hoạch học tập môn ngữ văn cho năm học này rồi đúng không? Chúc các em một năm học thật hứng khởi và bổ ích. Nhóm biên soạn. Tiếp theo câu hỏi, câu 1. Cuốn sách ngữ văn 6 gồm 10 chủ điểm chia làm 3 mạch kết nối chính. Kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với cộng đồng, kết nối em với chính mình. Dựa vào các tên gọi từng chủ điểm, em hãy thử xác định chủ điểm nào thuộc mạch kết nối nào. Thì ở đây sách các em sẽ trả lời. Sách ngữ văn 6 thì gồm có các điểm chia làm 3 mạch. Kết nối chính, kết nối em với thiên nhiên, kết nối em với cộng đồng, kết nối em với chính mình. Thì dựa vào từng chủ điểm đề trên thì có thể xác định kết nối của chủ đề thuộc loại thuộc cái hệ thống như sau. Kết nối em với thiên nhiên tức là trò chuyện cùng thiên nhiên, mẹ thiên nhiên, vẻ đẹp quê hương. Kết nối em với cộng đồng, lắng nghe lịch sử nước mình, miền cổ tích, gia đình thương yêu, những góc nhìn cuộc sống. Rồi kết nối em với chính mình, những trải nghiệm trong đời, nuôi dưỡng tâm hồn, điểm tựa tinh thần. Tiếp theo câu 2. Trong các phương pháp học tập môn ngữ văn được trình bày ở trên, em hứng thú với phương pháp nào vì sao? Thì trong các phương pháp học tập môn ngữ văn được trình bày ở trên thì em hứng thú với phương pháp tạo nhóm thảo luận môn học và thực hiện các sản phẩm sáng tạo. Phương pháp thảo luận nhóm thì chúng ta có thể lập cùng một nhóm để chia sẻ về việc học, chia sẻ những cái tài liệu sưu tầm được về tác giả, những video clip, bài hát hay, cảm nhận về tác phẩm. Qua đó thì chúng ta có thể trao dồi thêm nhiều cái kiến thức, cùng giúp nhau tiến bộ và có thể tìm được những người bạn có niềm tin, yêu thích môn ngữ văn. Tiếp theo là phương pháp thực hiện các sản phẩm sáng tạo. Thì qua các bài học, chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm sáng tạo như là tranh vẽ, sáng tác thơ hoặc truyện tranh, gợi cho chúng ta cảm giác môn ngữ văn còn rất là nhiều thú vị và hấp dẫn để chúng ta cùng tìm hiểu. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.